Ngày 28 tháng 12, đồng chí Trần Văn Lâm, tình ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm tổ chức hội nghị thành phố. Kỳ họp đã thông qua 17 báo cáo, 11 tờ trình, 18 dự thảo nghị quyết. Theo báo cáo tại hội nghị, chất lượng các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp được nâng lên, công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp linh hoạt, đảm bảo dân chủ, việc tổ chức thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn có sự đổi mới hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trước trong và sau kỳ họp được tăng cường, công tác phục vụ kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, an ninh trật tự cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị sao gửi tài liệu được đảm bảo. Tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh để chuẩn bị chu đáo các kỳ họp hội đồng nhân dân tiếp theo. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cần tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố, tăng cường chỉ đạo đôn đốc các phòng ban đơn vị, tham mưu chuẩn bị tờ trình, báo cáo dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định. Đồng chí cũng đề nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động chất vấn, giám sát việc chấp hành thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố của các cơ quan đơn vị trung tâm truyền thông văn hóa thành phố tăng cường hoạt động tuyên truyền đăng tải các nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành cũng như những định hướng lớn của thành phố